Tắm biển nè. Đen đen gì anh cũng không sợ đen mà đen gì đi. Đi tắm biển cho nó vui. Anh cũng sợ đen đi. Đi tắm biển cho nó vui. Bây giờ về sớm quen chán muốn chết à. Nhà thì lụp xụp mà còn trộm cướp nữa. Phải chi em có căn nhà ở đây thì... Em thích không? Thích. Anh mua cho em hả? Em đêm nay á. Không có được đâu. Má của em cạo đầu em chết. Mình đi về đi anh đi má đi trong. Làm cái gì gấp vậy? Uống miếng nước đi rồi về. Uống đi em. Xíu thôi để đánh dấu tình cảm của chúng ta. Em không có biết uống bia gì mà. Em không uống, anh không đưa em về. Uống đi, uống đi. Mà bộ không thương anh sao uống chút xíu vậy? Uống đi, uống đi. Tớ mày đã bắt đĩa. Tao là sư phụ của mày nè. Tao cưng. Sao? Chịu không nổi cuộc cưỡng em
của chị hả cưng? Chị mà rồi làm sư phụ của chị hả? Sư bà nè con. Xong rồi hả cưng? Anh không đổi gói thuốc mê thì bây giờ đời em tàn rồi. Anh đưa nó cái thuốc gì bỏ vô bia đắng ghét à, khó uống chết mẹ luôn. Thuốc ngừa thai. Trời ơi, người ta còn con gái mà đưa thuốc ngừa thai à? Thôi đi mẹ, mẹ mà là con gái à, mà làm con gái trước sau cũng uống thuốc ngừa thai à, tập uống cho quen đi. Anh nhiều chuyện quá à, lo làm việc đi, cởi đồ nó ra. Em nói gì? Em nói anh cởi đồ nó ra. Thôi mà, thử lòng nhau hoài à. Tướng anh như vậy nè, đâu phải bóng lẻ cái đâu mà bắt anh làm chuyện đó. Trời ơi, em đâu có bắt anh làm chuyện đó. Không làm chuyện đó mà em biểu cởi đồ nó ra làm chi? Mắc cỡ thế mẹ. Em kêu anh cởi đồ nó ra, lỡ nó tỉnh dậy đó, nó không có mặc quần áo, nó không có rượt theo mình biết không? Trời ơi, sao ngu quá vậy? Ủa vậy hả? Nạm gậu gân đặc biệt 2 trứng gà. Anh cũng được yêu chị. Sao anh không mời hẳn đi ăn? Thằng khốn nạn! Tại sao mày đánh tao? Ra Vũng Tàu trưa quá nhắm tắm đâu đó. Em sợ đen lắm. Ê, đi thiệt sao? Nếu đúng như kế hoạch là anh đã tự làm khổ mình, anh đã suy nghĩ rồi. Em nói rất đúng, anh không nghĩ tới hạnh phúc trong tầm tay của mình mà lại đi mơ những điều hoang đường để tự làm khổ mình. Khi té từ những cao xuống, anh mới thấy rõ một điều. Anh nghĩ vậy. Ôi trời, 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 trời ơi, em làm cái gì vậy? Xin lỗi. Không có ý muốn. Nhưng mà em xin lỗi, nhưng em vẫn chưa tin điều anh mới nói.
em chỉ là cái phao mà anh bám lấy để anh trở với trong việc tình mênh mông không nữa thôi. Đúng, em thừa nhận là em rất thương anh. Nhưng em mong ở anh một tình yêu thành thật. Em không muốn mình là cái phao để anh đưa vô em mà đi vô những giấc mơ của anh. Em mong anh hãy nhìn vô thực tế nếu anh thiệt sự thương em. Em được sức nuôi anh mô. Sống được bản thân anh. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định. Em không ép anh phải thương em mà. Nhưng dù sao thì em cũng thành thật mong anh suy nghĩ lại cho bản thân mình và mọi người. Xích lô không con? Mua xích lô đi bạn bè sợ. Cũng được chứ. Mua đen mới mà. Lên xe. Ê. Mày dẫn nha. Vô. Ai với số không? Ai với xích lô không? Ai với số không? Vô. Đúng là tình yêu có sức mạnh làm thay đổi con người đó nha. Chú Hoàng. Dạ. Bữa nào đó có xe sẵn rồi nè, rồi đó chú chạy nửa buổi, tôi chạy nửa buổi. Bị lắm rầy nó mệt quá, đuối quá, chú ơi chạy cả ngày không nổi mà xe bỏ uổng. Dạ, cảm ơn Tư. Cảm ơn anh Tư. Cảm ơn gì? Phải chạy trả tiền mướn xe chứ cảm ơn gì? Đây bà. Xe hồi xưa chú Hoàng để lại cho mình rẻ rề hả? Coi như là tôi mua nửa chiếc rồi, còn của chú Hoàng nửa chiếc. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Tức im. Bà ăn hiếp tôi hoài quen rồi nghe chưa? Ăn hiếp cái gì? Tôi nói thiệt bà, nhiều khi chú Hoàng nói đúng. Tôi an phận quá, tôi sống an phận quá, thành thử bà nói cái gì tôi cũng nghe bà hết trơn. Tôi nhịn bà nhiều rồi. Bao nhiêu lâu nay những cái gì nó không đúng á, tôi cũng không bao giờ tôi nói ra. Nói riết rồi bà leo lên đầu tôi bằng ngồi luôn à. Cứ ngồi lên đầu nào. Còn cãi nữa ha. Tư chị Tư à. Tôi chỉ chạy đỡ thời gian đầu thôi, để từ từ kiếm cái nghề gì học lẫn đi làm cho có tương lai. Chứ không lẽ giờ cưới vợ về rồi cái còn bắt vợ đi bán vé số thì chừng nào tụi tôi mới đẻ con. Ẩm gì. Cái chuyện đi bạn tôi thiệt. Nhưng mà không được rồi em đi. Nắng ra. Tôi được rồi mà. Sạch xe mà chạy xe. Rượt theo lấy xe, rượt theo đi. Chạy theo, chạy theo, rượt theo mà. Nhanh đi. Trời ơi tôi mừng quá bà ơi. Cuối cùng rồi cũng hết nằm mơ rồi, tỉnh rồi. Đời ai chẳng có lúc mơ xa xôi viễn vông xa vời, mà nào ai biết giấc mơ như mây khoan bay muôn trùng. Một cuộc tình nồng say hạnh phúc mấy ai có trong cuộc đời, mà đời ai cũng mơ quên đi. Dòng đời bao trái ngang lúc cần mộng tan.
một người đem đến cho ta yên vui thắm dư nụ cười, một tình yêu với biết bao hy sinh gió mưa bão bùng, mà lòng chân hoài luôn mơ ước trái tim cỡ sao ở thơ. Một ngày khi giấc mơ tan trong tuyệt vọng, bầu trời riêng có ta cô đơn buồn tên. Đừng nên mơ vì đời chẳng như là giấc mơ, mộng vàng tan vỡ chỉ làm trái tim nhiều xót xa. Cớ sao ta còn mãi luôn mơ mộng nỡ quên một người, dẫu bao khó nguy. Cớ sao ta còn mãi luôn mơ mộng nỡ quên một người, dẫu bao khó nguy. Yêu ta hết một đời. Tôi Lê Xuân Trường xin trân trọng kính chào quý khán giả. Như quý khán giả đã biết, tất cả những nghệ sĩ phải trải qua những khó khăn và phải tốn tới nhiều lần quay để nhà sản xuất cũng như người đạo diễn chọn được những hình ảnh tuyệt đẹp, hoàn hảo để đúc kết thành cuốn phim mà quý khán giả vừa xem. Tôi và những anh chị em nghệ sĩ xin mời quý khán giả cùng bước vào đằng sau ống kính qua những thước phim không hoàn hảo với nhà sản xuất cũng như người đạo diễn, với những tâm tình khi những thước phim quay sai thì những tâm tình của những anh chị em nghệ sĩ như thế nào, buồn vui và đôi khi pha chút dí dỏm, thì đó là những thước phim mà quý vị sẽ không bao giờ được xem. Với phần kỹ thuật thì tôi mời quý vị xem những bí mật đằng sau ống kính. Bên cạnh đó, quý vị còn nghe được những tâm tình của những anh chị em nghệ sĩ mà quý vị đã từng ưu ái từ trước đến nay, điển hình như nghệ sĩ Tùng Lâm cũng như nghệ sĩ Kim Ngọc, để cho quý vị nghe được những tâm tình, kỷ niệm buồn vui trong đời sinh hoạt văn nghệ của những nghệ sĩ mà quý vị đã từng yêu thích. Mời quý khán giả cùng tôi bước vào đằng sau ống kính. Đánh dễ cũng luôn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
Thưa anh, trong cuốn phim Người Trong Mơ này á, thì gần như tất cả mọi cảnh nó đều là khó khăn đối với Nguyễn Dương hết. Ở trong đầu mình vẫn còn nhớ, trong ký ức mình vẫn còn nhớ là những cái căn, cái nhà mà gác gỗ mà nó có một cái khoảng sân ở ngoài trước. Thì những cái nhà đó trong ký ức của mình còn nhớ rất nhiều, nhưng mà thực tế thì những căn nhà đó gần như không còn. Cho nên mình phải tự xây lên cái căn nhà đó. Nó cũng có những căn nhà gác gỗ như thế, nhưng mà cái không gian nó lại chật hẹp quá, nó không có đủ sức. Tại vì cái chuyện này là chuyện mơ mà. Thành ra một cái
cái sân đó nó phải đủ để chứa khoảng chừng 50 người đánh nhau tùm lum. Anh coi phim anh cũng biết. Thành ra mình buộc phải đi tìm nhà. Trong thời gian tròn cảnh thì nó cũng đi hết một tháng. Vì chuyện đó đã đủ khó khăn chứ. Tìm ra được căn nhà thì không có khoảng sân, mà tìm được một cái có khoảng sân thì lại là nhà gạch. Nó không phải là cái cảnh như ý mình muốn. Thì nếu nó là nhà gạch thì nó lại mất cái chất mộc mạc mà nó đơn sơ. Yeah. Thì cuối cùng thì buộc lòng mình phải xin nhờ một cái miếng đất và coi như là mình xây lên một căn nhà như ý mình muốn. Anh Xuân nghĩ sao về căn nhà của Hoàng vậy? Xây cái căn nhà vậy thì mình mất bao lâu thì mới xây xong căn nhà này? Dạ thưa, cũng may là mình không phải là mình xây căn nhà để mà mình ở luôn. Mình chỉ xây mà để mình quay phim rồi. Thành ra xây trong vòng 15 ngày. Nhưng mà thành ra ai là người mà đã nghĩ ra là phải lựa cái miếng đất đó để xây cái căn nhà đó? Có nghĩa là mình phải đi tìm cái chỗ để mình xây căn nhà chứ phải không? Dạ đúng rồi, thì mới đầu thì mình đi tìm tất cả những cái chỗ nào mà có nhà gác gỗ, còn nhà gác gỗ. Nhưng mà cái điều kiện nó khó khăn ở chỗ là vừa là nhà gác gỗ mà phải vừa có một khoảng đất trống, mà vừa phải cạnh cái dòng sông để cho nó thơ mộng. Nó nhiều cái thứ mà coi như là gần như là hàng hiếm. Coi như là không có còn. Dạ. Hoặc đôi khi mình mướn cái căn nhà thì đôi khi nhà ta đang ở thì người ta đâu có cho mình mướn để mà quay phim được đúng không? Dạ thì nhiều khi cũng có, nhưng mà phiền nhiều thứ đó mình. Ví dụ như là nội những cái cảnh mà tôi mơ mà tôi nhảy đùng đùng, coi như là nhà ta sơ sập không là ta đuổi tôi ra khỏi nhà. Rồi những cái cảnh mà cãi vã rồi xảy ra đánh nhau như vậy thì những cái cảnh nó quay có khó không thế? Trong cái bộ phim Người Trong Mơ này á, thì tất cả mọi cảnh mà quý vị xem là đã quay đi quay lại rất nhiều lần. Với một nét diễn xuất thôi, nhưng mà đôi khi diễn viên phải diễn cả 5 lần, 6 lần, 9 lần, 10 lần. Diễn đến chừng nào mà mình cảm thấy là thuyết phục được đó là sự thật thì mới là hoàn thành, không quay tiếp cảnh đó. Bóng là không biết có được không, cứ bóng là không biết có được không. 3 triệu là cái chỗ không bằng không. Cố gắng lần nữa nha. Xin nghệ thuật. Xin nghệ thuật. Diễn. Tất cả những cái cảnh mà Nguyễn Dương mà đánh người ta trong mơ thì mình quay một lần, hai lần là xong. Còn tất cả những cái cảnh mà người ta đánh mình thì nhiều khi nó đánh mình trúng bóp. Mà sao cứ quay 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, chưa lần nào xong hết trơn. Coi như là nỗi cái cảnh mà Nguyễn Dương bị đánh thôi đó là phải quay 3 ngày trời đồng hồ. Tới chỗ đó là coi như là mặc quần áo xong, make up mặt mày máu xong, nước tươi hết trơn, là bắt đầu bước ra chuẩn bị dàn cảnh quay là bị nó đánh tơi bời từ sáng tới tối. Chú xin thật thật cảm ơn Nguyễn Dương đã tạo cho chú điều kiện để mà gần gũi với quý vị khán giả và bến mộ chú từ xưa nay. Và cái điều mà chú xúc động, chú không ngờ rằng trong cuộc cuối đời của chú mà chú nhận được cái vai diễn mà rất thích hợp. Tuy nó không có nhiều đó, nhưng mà chú diễn xong ra rồi chú rất là hồ hởi phấn khởi. Chú đã đóng 29 phim rồi. Yeah. Đó, trong cuộc đời làm phim chú đóng 29 phim rồi. Nên cái phim này thích, tuy như là chú đã đóng một cái phim mà trong 29 phim đóng là phim Nắng Chiều. Phim mà mang dấu ấn
trong cuộc đời là phim chiếu và phim nắng chiều. Thì phim này có thể là phim nắng chiều tôi thích bao nhiêu thì cái phim Người trong mơ tôi thích bao nhiêu. Tôi không ngờ là từng tuổi này 69 tuổi rồi nhưng mà khi ra diễn cái phân đoạn tắm biển đó, rồi cái cảnh đau bò rồi chú tưởng tượng đó là chú là thanh niên thì 17, 18 tuổi. Mệt rồi chứ dưới sức quan trọng. Chị Kim Ngọc quen với lại nghệ sĩ Nguyễn Dương từ hồi nào, từ lúc nào? Lúc Nguyễn Dương chưa cưới Thu Tuyết đó, còn đi học lại còn mặc quần xà lỏng. Quần xà lỏng với chạy chiếc xe Mobilet gì tài học dễ thương lắm. Từ nhỏ tới lớn đều Nguyễn Dương gặp á, tự vì nó yêu nghề, tất nhiên nó gặp đàn anh đàn chị thì nó rất là quý trọng. Thì sau này cái được biết là Nguyễn Dương thâu chung trong nhà ngoài phố với mình với rồi cái sau cùng nữa cái mình mới thấy rằng đó cái con vợ đó bây giờ đã Tuyết nè. Cái thì chị em mới gặp nhau, cái thì nó ở với Thu Tuyết cho tới bây giờ. Cái nó mời mình đóng cái vai Người tình trong mơ này ra. Mà tự nó viết kịch bản là nó làm đạo diễn. Tôi nói trời ơi, tôi về tôi giật mình, tôi nói trời ơi, không biết nó làm được không, mà sao nó kêu nó nói nó viết kịch bản rồi nó làm đạo diễn rồi mà tôi nghe tôi hết hồn chứ. Không biết nó làm được không. Ý thì sau trong một cái quá trình mà mình đi quay với nó đó, cái mình nói trời sao cái thằng này đi qua Mỹ có một lúc mà sao nó lại nó tiến bộ dễ sợ. Vâng. Tiến bộ ngoài cái sức tưởng tượng của chị. Vâng. Cái cách mà thí dụ như mình đàn chị nói thật nhưng mà cái ý đồ của nó sát ý nghĩ của mình. Vâng. Có nghĩa là mình diễn được nhưng mà khi cái ý đồ của nó muốn mình phải làm như vậy thì mình đi theo em Út thì nó rất là hài lòng, mà khi mình mới đóng được thì nó rất là vui mà mình cũng vui nữa. Vâng. Tự vì chị nói em nghe, khi mà nó kêu chị làm đó thì nó phim thì nó cắt từng đoạn nó quay. Vâng. Mình không thể hình dung được cái kịch bản này nó đang làm cái gì, nhưng mà chị không ngờ là ngày hôm nay chị được dịp đi qua bên đây mà nó kêu chị vô chị coi. Trời ơi, nó sung sướng, có nghĩa là chị vừa mừng mà vừa cảm kích mà vừa nể nó luôn. Vâng. Có nghĩa nể là tại vì cái quá trình mà chị Ngọc mấy chục năm ở trong nghề và chị đã từng quay phim hài, từng quay phim bộ ha, từng quay video cho tới phim, nhưng mà cái cuốn phim này chị rất là hài lòng. Chuẩn bị vô thế chưa, máy chạy rồi đó. Lòi cái quần nhiều quá trời ơi. Lòi chị thở máy đi, nghe tiếng đập rồi làm nha. À biết rồi diễn. Kệ nó, mình tiếp đi. Thôi, mất hứng rồi. Trong cái cuốn phim Người trong mơ thì là trong lúc đi quay phim thì chắc chắn là thế nào cũng phải có những cái vui, những cái buồn và những cái phải gọi là rất là dí dỏm, mà đa số khán giả thích coi cái behind the scene lắm. Thì Hoài Linh có cái kỷ niệm nào phải gọi là đáng ghi nhớ trong cái cuốn phim Người trong mơ? Em thì em không biết là anh Nguyễn Dương có giữ lại cái behind the scene nào không, nhưng mà riêng bản thân em thì cũng như là anh em trong đoàn làm phim, bởi vì khi mà em đi quay thì lúc nào cũng có anh Dương bên cạnh hết. Thì em có một hai cái, thì cái lúc mà em nằm dưới giường á, nếu mà anh xem phim mà quý vị xem phim thì thấy nằm là dưới cái giường lúc mà em ngã xuống giường xong xuôi rồi, lúc mà má Kim Ngọc kêu em dậy thì lúc đó em giật mình, thì cái giường nó thấp lắm, cái giường nó thấp chừng này à, mà may là em mỏng đó nha, nó thấp chừng này đó. Em giật mình thì nó đụng đầu cao thiệt, nhưng mà lúc đó em tính khóc rồi mà sao nghĩ sao là mình lại cười lên, lại đau quá. À, thì em không biết là cười, có thể cười nó bớt đau hơn đó. Rồi cái lúc mà đều có cái kỷ niệm này thì em cái lúc đó thì chưa quay, nhưng mà lúc mà em ngồi để em đọc kịch bản thì cái tâm lý nhân vật em diễn không có đến, không có tới nơi tới chốn đó. Thì anh Dương có chỉ cho em, thì đó là em diễn đó là qua cái vai của anh Dương thôi đó, chứ còn tại vì lúc đó em không có
không có hình dung ra là cái ông đó ông có hay an phận sao. Ví dụ biểu em là như cái người ngồi bình thường thì em ngồi được, ví dụ nó lên nơi mày ngồi được. Còn cái này á, vừa nói rồi vừa tiếp xúc người này vừa tiếp xúc người kia mà không biết cái lời nói của mình hoặc là cái hành động cử chỉ của mình có phải là một người an phận hay không. Nó đâm ra nó cũng có nhiều cái áp lực về tâm lý, nhưng mà cuối cùng là anh Dương anh nói được á, Linh, được không sao đâu. Em cũng mừng. Nhưng mà Hoài Linh, mình phải ngồi như thế nào thì mới là mình là người an phận? Em cũng không biết ngồi sao nữa, giờ mình ngồi vậy cũng chưa chắc mình an phận á. Ngồi này thì thảm não mà ngồi an phận dạ, cũng khó có biết làm sao nó gọi là an phận. Tôi sống an phận thành thử ra bà đó, bà cứ ăn hiếp tôi hoài. Bây giờ á, tôi nói bà nghe, quên rầu không nhớ được á. Nói được mà chịu không nổi cục kẹo me của chị phải không? Vậy mà lo đi. Thu Tuyết nghĩ sao khi mà cái người đạo diễn ra cho Thu Tuyết một cái kịch bản với cái vai trò Thu Tuyết đã diễn trong cuốn phim Người Trong Mơ? Khi mà em nhận cái kịch bản đó đó, em về em cũng phải suy nghĩ. Em suy nghĩ nhiều khi á, em ráng em học thuộc, em hiểu được cái nhân vật của em như thế nào. Rồi sao em nhìn cái kiến, em phải thể hiện. Nhiều khi em phải, lúc đó mình phải làm điệu sao? Cũng ráng, đó em nhìn vô cái đó, em phải làm điệu. Mình cảm thấy mình làm vậy được chưa, và đúng cái vai chưa? Nhiều khi em nói chứ, nhiều khi đứng của mình em diễn mình, hoặc là em làm, nhiều khi mình nghĩ. Nhưng mà em phải ráng là tại vì nếu mà em không làm như vậy á, thì em sẽ giống những cái lúc mà em diễn tấu hài. Đó cho nên á, em muốn làm cho em khác là được một chút xíu. Em cũng hồi hộp, em cũng lo lắm anh. Em cũng cầm một tháng mấy. Nhưng mà ở ngoài thì thấy Thùy Mị đoan trang, dễ thương như vậy mà sao trong phim tàn nhẫn? Em đâu có tàn nhẫn. Trời ơi, đấm đá túi bụi con ta được, con đã chạy đấm đá tới cùng như vậy mà không tàn nhẫn. Cái đó là em trả thù. Ủa tại sao lại trả thù kỳ vậy? Anh biết không, không có ai mà tàn nhẫn như là anh Nguyễn Dương hết trơn. Tại sao? Em nè, nhiều khi mấy cái anh mà quay phim á, mà nó trời ơi, tại sao mà ác quá vậy? Bà có làm cái gì cho ông giận không mà giờ ông phải đi bà như vậy? Anh biết không? Anh kêu người ta hả đào cái lỗ gì nè, mà hả cho sình đồ vô trong đó, nó phải đào lỗ đổ nước thì nó không có ra sình, mà phải lấy sình bỏ vô là thành ra một cái đống sình vậy. Rồi anh mới bắt em á hả, phải té vô hả, rồi té đâu chưa xong đâu, anh còn bắt em á phải ụp cái mặt xuống, ụp cái mặt đâu, chị Lý phải chạy ngang đạp cái đầu em, giận cái đầu em xuống vậy nè, ụp rồi em trời ơi. Anh biết không, em lên cái mặt mà em ở sình không à, mà ai cũng trời tội nghiệp bán hết chứ, bà có đi gì ổng không, mà giờ ổng đi là bà vậy. Cho nên tới cái lúc mà đóng đá dạ, phải đóng đá cho túi bụi cho nó thỏa mãn. Dạ, cho cái em tức quá, em phải không anh, mình có dịp mình trả thù, tức cái đoạn đánh em đánh cho. Nhưng mà Thu Tuyết nghĩ sao khi dạ, mà Thu Tuyết được cả diễn một cái vai trò gần với lại nghệ sĩ Tùng Lâm nhất ở trong cái phim? Tại cái vai của em nhiều khi em cầm cái kịch bản em nói trời ơi anh ơi anh có suy nghĩ kỹ chưa, tại vì em diễn với chú á, tại vì chú cũng đáng cha mình, mà em cái gì thể hiện này là nhiều khi em cũng ngại lắm, mà nhưng mà tại vì cái đó là diễn viên thì mình phải thể hiện. Đúng. Dầu cái chú đáng cha đáng gì nhưng mà mình tại vì cái nhân vật của mình phải thể hiện cho đúng. Thì khi em cũng ngại, anh biết không, có cái đoạn á hả, em đánh chú một cái mà em cứ hối hận hoài. Tại vì cái em phải đánh chú cho chú đau, đánh nè, đánh nhẹ, em đánh nhẹ chứ nó con đánh vậy sao được. Nó vậy con phải đánh mạnh hả chú, mà em biết rằng em đánh mạnh á thì em cũng đau lòng. Mà em ráng chú nó con đánh mạnh lên đi. Cái nó dạ để con đánh. Mà chị anh biết không, em lỡ tay em bóp một cái mà em cứ hối hận vậy, nó chú ơi chú có đau không chú, mà đau lắm anh, em nghĩ chắc cái đó cũng đau lắm. Chị mà rồi làm sư phụ của chị hả? Sư bà nè con. Tao gì đó, mày tức không? Tức. Diễn đi. Diễn. Mày giỡn với tao hả? Mày quýnh tao hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, dạ. Trời ơi. Nhưng mà khán giả hiếu kỳ lắm, chỉ thích coi những cái mà behind the scene, đại khái giống như là coi là cái kỹ thuật quay nó như thế nào. Chẳng hạn như là cái màn mà anh đá cục gạch, thì là cái màn đó thì chắc chắn là cái kỹ thuật mà animation thì tốn nhiều công trong cái màn đó. Dạ đúng rồi anh. Gần như cái xu hướng hiện nay thì Hollywood vẫn đang làm như vậy. Thì mình rất yêu và rất đang học hỏi để mà mình đi vào những cái đó. Thì với cái cảnh đó thì mình mới nghĩ là ông đó trời tới cục đá, thì cái cục đá nó bay tới mình. Nhưng mà nếu như mà không có animation mà nó hỗ trợ á, thì trời một cục đá mà thấy cục đá như vậy thì coi như bể mặt rồi. Một cục đá to vậy là bể mặt. Rồi coi như là mình nhảy lên mình đá cái cục đá nó bay ngược trở lại, thì cũng gãy chân. Nhưng mà nó có cái khó như thế này. Tất cả diễn viên chỉ là cảm nhận tự nhiên là con cục đá vô hình đã bay. Cầm lên cục đá thì cũng phải tưởng tượng là cục đá trong tay. Trời thì cũng phải là thấy được cái cục đá mình bay đi. Rồi cái người mà là Nguyễn Dương đó thì cũng như nhìn cũng phải thấy cục đá bay tới mình. Đang bay tới mình. Thì mình phải đá ngược lại thì mình mới thấy cái tốc độ của cục đá mình đi như thế nào. Nhưng mà đó là cái phần con người thì nó cũng dễ. Bước vô tới phần kỹ thuật thì anh biết cục đá dù cho nó là animation, dù cho nó là những kỹ thuật nó tiên tiến đi nữa, nó tân tiến, nó tiến bộ, nó đủ thứ các cái, nó giúp mình được nhiều lắm. Nhưng mà dù sao nó cũng là một cái vật vô tri. Mình tạo ra được một cục đá giả ở trong computer thì mình phải làm như thế nào đó để truyền cái sức sống vào trong cái cục đá đó. Để cái cục đá đó khi mà nó bay đi thì cái người xem đó phải có cảm nhận được là cái cục đá nó có cái sức sống ở trong đó. Nó bay đi nhưng mà nó còn đùa giỡn với lại cái người này nè. Rồi cuối cùng làm cái pop vô mặt thì rất là dã man. Thì mình cũng có một số anh em coi như là rất là giỏi về facial effect để mà làm những cái chuyện đó. Ba anh em phải ngồi làm coi như là 3 ngày 3 đêm để cục đá đó nó có cái sức sống mà nó thuyết phục được người xem. Bay nó thật. Xong chưa? Rồi xong. Qua cho này giải nha. Mãi chạy. Hết. Dễ. 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 Bây giờ nói gì cho diễn là thử một lần đi, đặng cho Liên nghe rồi chứ còn mấy câu chưa nghe nữa. Câu đầu không cười, câu sau cười nữa. Rồi chuẩn bị. Máy chạy. Dễ. Thôi cắt xin lỗi. Ok, no. Bin. Thì phải được biết là Đại Dương Production đã có 2 cuốn phim trước đây, đó là Dòng Đời Oan Trái và bây giờ là Người Trong Mơ. Nhưng mà tại sao Dòng Đời Oan Trái lại không thấy sự xuất hiện của bạn? Trong cái phim Dòng Đời Oan Trái thì cái lúc đó em bận công việc rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra nếu mà anh Dương mà có kêu em để làm cho cái phim Dòng Đời Oan Trái thì em chắc cũng không dám nhận đâu. Tại lúc đó em cũng chưa có biết là em có làm được hay không đó. Lúc đó chưa anh đó, nhưng mà khi coi xong rồi lại tiếc, nói là trời ơi sao anh hai không kêu em cho em làm vậy. Dương nói ok, nếu mày làm thì cũng tới làm với anh. Em nói ok, có gì cũng tới em làm với anh đó. Thì sau là em mới nhận. Thì khi mà coi cái cuốn Dòng Đời Oan Trái rồi thì em lại có một cái
nói thì có vẻ là anh em nó không tin tưởng nhau, chứ thật sự ra khi cái cuốn đầu tiên của anh Dương chưa ra thì thật tình là nếu làm thì em cũng không dám làm, là cái thứ nhất cái khả năng của mình không biết như thế nào, và cái thứ hai nữa là mình không biết là cái cuốn phim nó sẽ ra sao. Và khi coi xong cái cuốn Dòng đời con trái rồi đó, thì em rất là vui vẻ, thì em nói ok. Chính em mở miệng em nói ok anh hai, nếu cuốn sao làm nhớ kêu em với. Thì anh Mỹ Dương nói ô nhớ nghe, cuốn sao làm là tao kêu mày. Rồi, thì em làm. Thì em hy vọng là em sẽ còn làm nữa. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị, đây là nữ ca sĩ Diễm Liên, sẽ là coi như là mỹ nhân cứu anh hùng với cái dòng sông quỷ quái này. Sao cảm giác của em sau khi phải xuống cái sông này? Vậy em nói em ghét nữa là em vụ đó đóng phim mà phải đóng cho ông Nguyễn Dương. Chị Kim Ngọc, nhưng mà cái bộ phim Người trong mơ thì trong lúc mà để quay cái cuốn phim này thì chị Kim Ngọc chắc chắn là phải có một cái kỷ niệm nào trong đó đáng ghi nhớ. Kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất là Nguyễn Dương nó bắt tôi đi xe đạp. Chị trời đi ơi xe đạp mà chị đâu có biết đi xe đạp. Ủa? Mà nó bắt buộc tôi phải đi xe đạp. Cái tôi nói trời thôi mày cho tao qua cái vụ này đi, tao không biết đi xe đạp mà. Nói trời má ơi, má làm ơn mới đi xe đạp dù cho con chút đi, con tập má chút xíu. Tới trời ơi, tao biết đi tao sợ té luôn ơi. Nhưng mà tôi có hai ba người kèm bà không sợ, đừng có lo. Cái nó đem xe đạp vô, tôi thấy cái xe đạp tôi muốn tối tăm rồi. Cái đằng này cái nó để cho có một người vịn nơi sao yên á, cái nó bắt máy xong cái nó đẩy cái nó kêu chị đạp đi, chị đạp túa rồi kêu tôi nó chạy mới kêu tôi ra ôm tôi lại. Cái chị gần té là hai ba thằng, nó kêu hai ba thằng lại là vịn chị lại là nó tắt máy á. Trời ơi, chị run muốn chết luôn á. Thưa chị Kim Ngọc, chắc chắn là trong cái thời gian mà chị xem học văn nghệ thì chắc chắn chị phải có một cái kỷ niệm phải gọi là chị nhớ nhất trong đời chị chứ, chắc chắn phải không, đúng không? Ai cũng phải có một kỷ niệm, ai cũng phải có một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất. Nhưng mà thường thường là người ta bảo là nghệ sĩ là người có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng mà cái nào mà chị cảm thấy chị nhớ nhất mà mỗi lần kể ra cái là chị cảm thấy là cái khung cảnh lúc đó là nó hiện về liền. Để chị kể cho em với quý vị khán giả nghe đi. Ở trong cái trên sân khấu á, cái lúc mà tập tuồng á, bữa đó là tập tuồng Cô Gái Đồ Lâm của đoàn Dạ Lý Hương, em biết không? Chị đóng vai Chu Chi Nhược, cái vai đó là chị nổi tiếng luôn đó. Đầu mới về Dạ Lý Hương á, cái xong cái là ông Hà Triều Hoa Phượng đó, ông tác giả đó, soạn giả đó, ông khó tánh lắm. Cái ông nói chị đóng với Chu Chi Nhược mà không bay, nột vào Triệu Minh ta bay sao mà em không bay làm sao được. Nói trời ơi thầy ơi em đâu có bay được thầy, em sợ quá, em thấy sao mà rút lên cái em sợ cũng chết nha. Hôm qua Dũng Thanh Lâm mới dự đóng vai Thành Phát, mới dậm chân một cái nó đế vô trong cái cây á, nó dậm chân một cái nó nhắm mắt lại, cái làm rầm, cái lát nữa xuống Thành Phát tự nhiên đứng cơn sợ bói không có dai quá vậy lại được, cần cổ nó sưng to vậy. Rồi chị Ngọc đâu có dám bay mà ông la riết, ông nói nếu mà Kim Ngọc không làm thì ông sẽ giao lại cho người khác, nhưng mà nếu mà giao lại người khác chị sợ. Cái bữa đó cái tập bay, cái sáng sớm á cái ông kêu chị tập bay, cái mấy cái ông mà kêu một hậu đài, ta nó kêu một hậu đài đó, mấy ông mới cầm cái dây mà hồi đó chị ốm đó, cái ông cột, cái chị nói vô Triệu Minh ta chào nhà ngươi, cái chị mới vừa dẫm chân một cái ở trong này ta rút lên một cái, tại vì chị ốm nó rút lại cái chị nhắm mắt lại chị đâu có thấy cái cây, trời đất ơi chị thoát cái ruột, trời đất ơi bữa nhẹ nó tuột cái quần đó chị thoát lại cái quần nó tuột, trời ơi cho xuống trời ơi cái trời ơi tôi thoát bụng cái quần tôi nó tuột mẹ nó rồi kìa, trời ơi toàn té xuống, trời ơi thôi thầy ơi tôi không bay nữa đâu thầy ơi, tôi không bay nữa đâu. Là mấy cái câu chuyện ở trên sân khấu đó nó có nhiều hay lắm. Cái em biết bữa đó vui lắm, em Tấn Tài á, cái bữa đó anh Tấn Tài đó, ảnh thay vì ảnh bay nữa, ảnh dậm chân á Trương Du Kỵ bay, cái nhà tắt hai bên, khi mà bay phải tắt để cho người ta không có thấy cái dây bay phải không? Chạy đi vô, cho tụt vô tuốt một cánh gà, nó cho mấy công nó bán cái dây bay vô, ai nhà bán cái dây bay không ai, nhà bán cái nhà, mấy cái nhà đó, mấy cái cảnh trí đó, cảnh trí, nguyên cảnh bay luôn, cái chị nói không? Ta vĩnh biệt thành khôn, bó dậm chân cá kéo lên cái tự nhiên chả còn dậm hoài, chả không bay mà nhà cửa nó bay, kéo cái ông bảo xương ông nói trời
Sao nó không mãi mà nhà bay tụt lúc chặt. Thì chú lấy huy chương già với Thanh Kiệt hai lần. Một cái đương sư bá chú Bách Đại tân thời và một cái lúa lép trong kịch Hoa Lan Cánh. Nhưng mà cái người mà người bạn diễn mà chú ưu tiên nhất không phải Thanh Kiệt mà là Xuân Phát. Thì Xuân Phát hay thế là diễn vai nào ra vai đó, nhập vai, diễn vai nào ra vai đó, không có cường điệu, chú rất thích. Nếu mà cuối đời của chú mà chú được diễn với lại cái Xuân Phát một cái tiểu phẩm nào đó, chú mong là một ngày nào gần đây chú Xuân Phát sẽ gặp nhau để diễn lại cái tiểu phẩm mà hai anh phụ xích lô đi xem đại gia hội. Vì cái tiểu phẩm đó là vào năm 1958 Thanh Vũ tổ chức đại gia hội tại rạp Nô Lơn. Thì cái tiểu phẩm đó chú Xuân Phát đem ra đại gia hội Minh Tinh Quá Kiệt mà để mà gọi là dùng cái từ gọi là tranh tài đi à, tại vì cái đại gia hội nó toàn là Minh Tinh Quá Kiệt không, để diễn đụng độ với anh Trần Văn Trạch với cháu Trần Văn Trần đưa cho Tùng Lâm Sư Bác lên là danh nhập. Tôi mong là trước khi nhắm mắt đi về bên kia thế giới thì chú với Sư Bác sẽ diễn lại được cái hai bộ sĩ phụ đi xem. Bây giờ chị hát cho quý khán giả nghe một cái câu nào mà chị thích nhất. Nói về thích thì chị thích nhiều lắm, nhiều tuồng lắm. Ví dụ khi là sao để chị ca cái Hàng Mặc Tử hả? Ca câu thôi nha. Câu thôi chị. Hàng Mặc Tử ba tiếng đó như một trận bão kinh hồn vừa thổi qua biển cát. Chỉ đem thêm khô khan vào lòng sa mạc. Đã làm sụp đổ những thành quách quý nghi trầm mặc giữa điêu tàn. Sự nghiệp thế gian nằm trong số kiếp giả trang. Rồi đây biết ai còn nhớ đến tên Hàng Mặc Tử khi anh quay về sống lại với quê hương. Gần nửa đời người phiêu bạt tha phương, anh đã bỏ quên tên mình trong trí nhớ. Cái tên mà quê hương chẳng còn xa lạ và đã in sâu trong lòng già gái quê mùa. Cái giai đó của giai Mây Đình á, ca với Hàng Mặc Tử. Nghe chị hát mà nói về quê hương thì chắc là nghe một cái là nhớ quê hương, nghe rạt rào. Đã là người Việt Nam thì thiết nghĩ là cổ nhạc khi mà cất lên thì cũng giống như hơi thở của mình. Thì đó là một cái sự gắn bó vô biên, vô hình. Mà nếu mà chúng ta không nghe vọng cổ thì mình thấy là mình không còn là Việt Nam được. Đúng không chị? Nhưng mà hồi nãy nghe chị hát Hàng Mặc Tử, chỉ có một vài câu thôi. Nhưng mà cái sự xúc động nó có trong đó. Như vậy là chị nhập vai cũng dễ đó, còn chị cũng không? Nghệ sĩ thì vậy đó em ơi, thì mới làm nghệ sĩ được. Phải yêu nghề. Tuy nhiên bây giờ thì những người nghệ sĩ lớn tuổi bây giờ thì còn lại chị Úc Bạch Lan, chị rồi Thanh Nguyệt rồi Phượng Liên rồi cái nữa. Thì những người đó như anh Thanh Sang á, anh Hùng Cường thì bây giờ anh chết rồi. Nhiều khi đi qua đây có nhiều khán giả nhắc lại cái tuồng Hàng Mặc Tử mà anh đóng vai Hàng Mặc Tử, chị Ngọc đóng vai Mỹ Đình đó. Thì khi mà yêu cầu được chị rất là xúc động, có nghĩa là cái hình ảnh đó, nó đi nó trước mắt chị. Có nghĩa là mình nghĩ rằng anh Hùng Cường đã chết mà mình nghĩ rằng á ảnh không thể chết được mà ảnh lại chết. Thì mình cảm thấy bây giờ mình cảm thấy mất một cái gì đó, không phải là người thân thương của mình nhưng mà làm như là cái người đó người thân của mình. Từ bao đời đã sống với mình mấy chục năm đó, cái sự gắn bó đó nó làm cho mình rất là buồn mà đau lắm. Thì qua bên đây ông Diệu Hùng cũng chết nè, rồi anh Hữu Phước nè, rồi tới anh Hùng Cường.
thì cảm thấy mất mát, một sự mất mát ở trên nền sân khấu rất lớn, nhiều nghệ sĩ chứ. Thì đôi khi mình nghĩ là mình mới thấy là bảo là tất cả những nghệ sĩ mà đã đóng góp rất nhiều cho nền tân nhạc cũng như là cổ nhạc của Việt Nam mình từ từ rời xa chúng ta ra đi, thì nay mai văn nghệ không biết sẽ mai một như thế nào, không thưa chị? Không, chị nghĩ rằng sau này mấy em này sẽ nếu mà chịu học hỏi, tất nhiên là cái nghệ thuật này đó, thí dụ bây giờ chị Ngọc lớn thì chị già rồi đó, năm nay 60 tuổi rồi, nhưng mà chị cũng phải học. Vâng. Phải học hết. Có nhiều khi mấy đứa nhỏ đó nó hay hơn mình là sao? Vâng. Thứ nhất phải yêu nghề, thì cái đó mới tồn tại. Yêu nghề là một cái điều kiện mà ắt có và đủ nữa để cho một cái vở kịch hoặc là bất cứ một cuốn phim nào thành công đều phải có một cái sự chiêu cố của quý khán giả nữa, chứ không phải không? Cái đó đôi khi mình say mê quá, mình làm một cái sản phẩm hay, bao nhiêu tâm huyết mình đổ vào, nhưng mà ngược lại thì mình lại không được một cái sự hoan nghênh, một cái sự ủng hộ, thì đó là một cái điều buồn lắm. Không có buồn. Chị Ngọc nghĩ rằng đó, khi mà mình làm hay, đã hay rồi thì khán giả sẽ đến với mình ngay. Tại sao người Việt Nam bây giờ lại khoái coi phim Hồng Kông như khoái coi phim Hàn Quốc? Tự nhiên người ta có cái hay, cái đẹp của người ta, mà mình coi mà mình phải học hỏi. Mà hiện thời bây giờ mình đang bước dần, mà tôi thấy đây là một cái cuốn phim người trong mơ này của Nguyễn Dương đang bước một tiếng bước rất là kêu mình đang nhảy giọt luôn á, mà tôi hết hồn luôn. Mình cũng đang mơ đấy. Đang mơ luôn. Hai chị em mình đang mơ. Đang mơ mà phải công nhận mình ca ngợi Nguyễn Dương. Mình phải nói đây không phải để cho em muốn nói đây, để còn đây nó còn phải làm việc nhiều hơn nữa. Và chị Ngọc mong rằng chị phải còn nhiều sức khỏe để có một cái vai nào thích hợp đó, để chị cộng tác đó, để làm kỷ niệm khi chị đã qua đời rồi. Vâng. Nhìn đó để mà vui ha. Vâng. Phải không em? Vâng. Cảm ơn chị Kim Ngọc. Nói trước rồi. Nhát mẹ ơi. Em xin lỗi con nha.
Mà mong rằng anh được qua chữa rứa. Tại cô có thằng quỷ đó nó mới quăng hai cái vỏ chuối. Ta chưa đợi gì quá. Thôi. Tin hả? Ừ. Chắc biết đi. Đừng có ngắn lắm á. Trời ơi, lộ chân nào đẹp hả? Vợ ác quá. Mắt thấy mập không? Đen cái gì chứ anh? Như là vợ tôi có tôi bộ cho kiện trà sát luôn. Kiện trà đó nha. Ở đó. Trời ơi. Về đây không lẽ đây nhà Mỹ. Rất có quán kiện. Bê xong được hai cái chân thành cái cùi luôn. Ra. 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 Ra.